Hướng dẫn cách thải độc đại tràng bằng ma trận sợi chất xơ Livfiber. Livfiber sẽ được pha với nước nguội, không pha với nước ấm và nước nóng. Lượng nước cần thiết để pha một gói Livfiber 9,6 g chất xơ này là 250 đến 300 ml nước. Lắc nhanh 2-3 cái sau đó uống hết luôn. Tránh để chất xơ đông đặc thì nó sẽ làm giảm tác dụng của sản phẩm. Nếu như chúng ta sử dụng chất xơ này để hỗ trợ cho việc giảm cân và điều chỉnh cái lượng đường trong máu thì chúng ta sẽ uống trước ăn ít nhất là 30 phút. Còn nếu như chúng ta dùng chất xơ này để làm sạch hệ tiêu hóa, thải độc đại tràng thì chúng ta sẽ uống trước ăn sáng 30 phút lúc bụng rỗng và đói. Mục đích là đưa chất xơ vào trong hệ tiêu hóa thì nó sẽ như một chiếc chổi, như một cái miếng hút để thấm hút và quét dọn hết những cái rác thải, những cái độc tố ở trong đường ruột để kích thích nhu động ruột đào thải phân ra ngoài. Chất xơ Livfiber được sản xuất bằng cái công nghệ BioOnline đã được cấp bằng sáng chế và bảo hộ độc quyền trên toàn cầu. Do đó sẽ không có một loại chất xơ thứ hai. Chúng ta sử dụng Livfiber hàng ngày thì sẽ giúp cho cái hệ vi sinh đường ruột được cân bằng, nhuận tràng, đi đại tiện dễ dàng, và chất xơ sẽ nuôi dưỡng cái hệ lợi khuẩn. Lợi khuẩn sử dụng chất xơ này sẽ tạo ra các cái axit béo chuỗi ngắn, và chính cái thành phần này sẽ làm cái dưỡng chất để vá lành các cái vết viêm loét trong hệ tiêu hóa. Chất xơ nó chính là cái thức ăn, là năng lượng cho cái hệ tiêu hóa hoạt động khỏe mạnh và trơn tru. Ma trận sợi Livfiber nếu như uống trước ăn, nó sẽ trải một lớp gel, một lớp màng trong đường ruột và dạ dày, và nó bao bọc lấy thức ăn, làm chậm lại cái quá trình tiêu hóa carbon hydrate, chất béo, chất đạm, không làm tăng đường huyết đột ngột, không làm tăng áp lực cho tuyến tụy phải tiết ra insulin để kiểm soát lượng đường trong máu.